Hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng, chạy tin để được đi dạy. Các giáo viên tại huyện Krông Bắc, Đắk Lắk phản ánh để được đi dạy, họ phải bỏ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện này nói chưa phát hiện tiêu cực. Theo một số giáo viên thì để được đi dạy, họ phải chung tiền cho các lãnh đạo huyện. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch huyện Krông Bắc bác bỏ thông tin này. Sáng 12 tháng 3, dù Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc, Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với hơn 200 giáo viên, song hàng chục người vẫn tụ tập về Ủy ban Nhân dân huyện để gặp gỡ lãnh đạo huyện. Giáo viên phản ánh chạy tiền để được đi dạy. Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Ngọ, 53 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, cho biết gia đình có 3 người con được nhận vào dạy ở các trường tại huyện. Theo bà Ngọ, các con bà phải bỏ ra một khoản tiền để có việc. Thời điểm đó không có tiền, gia đình phải vay mượn, cầm cố sổ đỏ. Hiện nay, sổ đỏ vẫn còn cầm trong ngân hàng chưa thể lấy ra, mà một con tôi đã nhận thông báo chấm dứt hợp đồng. Hai đứa còn lại thuộc diện thi tuyển nhưng không biết đậu không, bà Ngọ nói. Tương tự, thầy Nguyễn Văn Tê, giáo viên trường tiểu học Vũ Bổn, cho biết, năm 2015, để nhận được vào trường dạy, hai vợ chồng phải bỏ ra hơn 120 triệu đồng. Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá. Lúc này, có người chỉ bỏ tiền chạy, sau 3 năm sẽ được xét duyệt vào biên chế. Ban đầu, họ nhận số tiền trên để lo chạy vào biên chế. Thời kỳ đầu, việc trả lương và đi dạy bình thường nên hai vợ chồng yên tâm. Tuy nhiên, sau đó, cả hai được thông báo ký lại hợp đồng với mức lương thấp hơn, thầy Tê nói. Theo giáo viên này, đến năm 2015, cả hai vợ chồng nhận được quyết định ký lại hợp đồng với mức lương trên 1 triệu đồng mỗi tháng, hiện nay là 1.063.000 đồng mỗi tháng. Do mức lương thấp, hai vợ chồng làm đơn xin nghỉ không lương hơn một năm nay, rồi làm đủ thứ nghề. Giờ tôi mong cơ quan chức năng giải quyết hợp tình, để hai vợ chồng có công việc ổn định, thầy Tê nói thêm. Chưa phát hiện tiêu cực. Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, địa phương đã có thông báo về việc tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng với 208 giáo viên. Theo bà Trinh, việc Ủy ban Nhân dân huyện ban hành công văn chấm dứt hợp đồng đối với hơn 200 giáo viên là thực hiện theo đề án đã được Sở Nội vụ thẩm định. Do đó, trong số 578 giáo viên đang dạy hợp đồng tại huyện, 208 giáo viên không có trong vị trí xét tuyển nên buộc phải chấm dứt hợp đồng. 370 giáo viên còn lại sẽ được thi tuyển để lấy 83 chỉ tiêu. Như vậy, ngoài 208 giáo viên không có vị trí xét tuyển, sau đợt thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017, sẽ có thêm 287 giáo viên phải chấm dứt hợp đồng do thiếu chỉ tiêu. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các hợp đồng, tính toán xét tuyển từ nay đến năm 2021 để thay thế vào vị trí những giáo viên nghỉ hưu. Ngoài ra, huyện vẫn tính toán nhiều phương án khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giáo viên, bà Trinh nói. Liên quan thông tin cho rằng có tiêu cực trong việc huyện đã hợp đồng dôi dư hàng trăm giáo viên, bà Trinh khẳng định hiện huyện chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực. Đến nay, huyện chưa nhận được bất cứ phản ánh hay đơn thư tố cáo tiêu cực trong vụ việc này. Nếu phát hiện có tiêu cực, chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý những cá nhân tập thể vi phạm, bà Trinh thông tin. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc tổ chức họp, thông báo chấm dứt hợp đồng hơn 200 giáo viên khiến những người này bức xúc. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc, khoảng 600 giáo viên hợp đồng được chia làm hai thành phần, là giáo viên không có vị trí để xét tuyển, có 200 người. Giáo viên có vị trí xét tuyển khoảng 400 người, nhưng chỉ tiêu biên chế chỉ cho 83 người. Theo đó, trong tổng số hơn 600 giáo viên dôi dư sẽ tuyển 83 người, còn lại sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn và yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc dừng việc chấm dứt hợp đồng, đồng thời tìm hướng giải quyết. Phan Sào Nam trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ là ai? Với vai trò lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, ông Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương đã kinh doanh các game đánh bạc trá hình với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc,
đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Trong quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này được vận hành thông qua mạng Internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng và sự tham gia của hàng nghìn người cả trong và ngoài nước. Theo cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc này được điều hành bởi Phan Sào Nam, người từng là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc tại công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, tức VTC Online, cùng đồng bọn Nguyễn Văn Dương. Xếp doanh nghiệp nghìn tỷ và thương vụ 10 triệu đô. Phan Sào Nam sinh năm 1979, từng là lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, trước khi vướng vòng lao lý liên quan tới các vụ đánh bạc trá hình. VTC Online được biết tới với vai trò là nhà phát hành của hàng loạt game online đình đám, như Đột Kích, Addison, FIFA Online. Phan Sào Nam đồng thời cũng là sáng lập viên của VTC Intercom, sáng lập viên VTC Online vào năm 2008, và chính là cha đẻ của cuộc thi meeting đình đám một thời. Nam đồng thời còn là chuyên gia ý tưởng của mạng Việt Nam Go.vn. Trước khi trở thành sếp của một loạt công ty công nghệ lớn, Phan Sào Nam có thời gian du học tại Hàn Quốc, theo ngành IT. Sau khi trở về Việt Nam, theo chia sẻ với báo giới, Phan Sào Nam từng trúng tuyển vị trí phó giám đốc trung tâm Internet FPT thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân của FPT Telecom hiện nay. Tuy nhiên, thời điểm đó do FPT đang tái cấu trúc, nên Nam chưa được nhận vào làm. Đến năm 2006, khi lãnh đạo VTC quyết định đầu tư vào nội dung số, Phan Sào Nam, khi mới 26 tuổi, được bổ nhiệm làm phó giám đốc VTC Intercom. Đến năm 2008, khi VTC Online được thành lập, thì Nam đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao nhất tại đây. Ông lần lượt giữ các chức vụ giám đốc VTC Online 2008 đến 2009, phó chủ tịch kiêm giám đốc VTC Online 2009 đến 2011 và sau đó làm chủ tịch hội đồng quản trị VTC Online, chủ tịch kiêm giám đốc VTC Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn làm sếp tại VTC Online, Nam cũng chính là người đã đàm phán với quỹ đầu tư DVKS Việt Nam, rót 10 triệu đô chỉ trong một lần cho công ty này vào năm 2012, giúp VTC Online trở thành một trong những công ty công nghệ đa phương tiện lớn. Ngay sau đó, ông cũng là người chủ trương tái cấu trúc lại VTC Online, khẳng định dù xét dưới bất kỳ quy mô hay góc độ nào, thì VTC vẫn ở top 3 công ty công nghệ mạnh nhất Việt Nam. Công ty đặt mục tiêu tham vọng doanh thu 50 triệu đô vào 2015. Đồng thời, doanh nghiệp này đủ điều kiện để thực hiện chào bán lần đầu ra công chúng và niêm yết tại một trong năm sàn giao dịch chứng khoán ở Mỹ, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam. Mới đây, VTC muốn thoái toàn bộ vốn khỏi VTC Online với mức giá khởi điểm 107.388 đồng trên cổ phần, giảm 5 lần so với cách đó 5 năm, và kỳ vọng có thể thực hiện ngay trong năm 2017. Tuy nhiên thương vụ bất thành do chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự. Tháng 1 tháng 2018, VTC Online đã thay đổi tên người đại diện pháp luật của công ty là Trần Phương Huy. Trang web của doanh nghiệp này cũng chỉ ghi nhận 3 thành viên ban điều hành, mà không có thông tin về Phan Sào Nam. Ngoài là lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, Phan Sào Nam còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty VTC Hồ Chí Minh, thành lập từ tháng 9 tháng 2011. Tuy nhiên hiện tại VTC Hồ Chí Minh đã ngừng hoạt động. Đồng phạm Nguyễn Văn Dương là ai? Đồng phạm của Phan Sào Nam là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, cũng là một sếp lớn trong lĩnh vực công nghệ, khi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC. CNC được thành lập từ tháng 9 tháng 2011, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Nguyễn Văn Dương ban đầu góp 18 tỷ và Vũ Kim Hà góp 2 tỷ còn lại. Tuy nhiên, đến tháng 3 tháng 2016, bà Vũ Kim Hà đã nhượng lại toàn bộ cổ phần của CNC cho bà Lưu Thị Hồng. Trước đó, với vai trò lãnh đạo tại hai công ty công nghệ cao, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng, để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố trên 70 bị can, bắt giữ 38 người về các hành vi tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ này. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.